Câu 3, giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm y bằng 4 căn sin x cộng 3 trừ 1. Thì các bạn tập trung những cái thằng trong căn. Thì trong căn chỉ có hàm sin và 3. Vậy thì các bạn nhớ ta có sin x luôn luôn lớn hơn bằng trừ 1 và nhỏ hơn bằng 1. Sau đó các bạn nhìn thấy trong căn cộng thêm 3, các bạn cộng 3 hết tất cả các vế. Được chưa ạ? Và các bạn thấy có căn mà, và các bạn lấy căn tất cả các vế. Sau đó các bạn rút gọn sẽ ra là căn 2 nhỏ hơn bằng căn sin x cộng 3 nhỏ hơn bằng căn 4. Và ở đây các bạn thấy có nó nhân thêm mấy nè, nhân thêm 4 thì mình nhân thêm 4 nè, nhân thêm 4. Và các bạn thấy nó trừ thêm 1 mà, thì các bạn trừ thêm 1. Vậy 4 căn 2 trừ 1, 4 căn sin x cộng 3 trừ 1 nhỏ hơn bằng, thì đây nó ra là 8 trừ 1 ra bao nhiêu ạ? 8 trừ 1 ra 7. Và đây chính là y nè, vậy tương đương ta có 4 căn 2 trừ 1 nhỏ hơn bằng y nhỏ hơn bằng 7. Thì y nhỏ hơn bằng là max, nhỏ hơn bằng là max, và lớn hơn bằng là min. Ok chưa?